Chào các bạn nhá, lại là mình Tân Pri đây. Các bạn ơi, hôm nay Tân Pri chưa gặp con quỷ nào nên là tranh thủ kiếm được mấy cái kẹo mắt ăn để nghỉ ngơi xuống lúc là chờ đánh quỷ nhá. Mời các bạn nhá. Ai để vợ ra đây nhiều quá. Úi á. Rồi cắn rụp. Các bạn nào ăn kẹo mắt tôi biết nhỉ, cái này cắn nghe sướng nhỉ, đã tai. Chách. Cái này có nhân ngọt quá các bạn ơi. Làm một cái nữa. Oh no. Kẹo mắt. Các bạn ơi, các bạn có thấy kẹo mắt của Tân Pri đâu không? Mình vừa để ở đây 4 cái cơ mà. Kẹo mắt đâu rồi? Kẹo mắt của mình đâu các bạn ơi? Kẹo mắt của mình đâu nhở? Cái gì? Con quỷ nào kia? Hóa ra chính là con quỷ đầu kẹo mắt các bạn ơi. Chính con quỷ này đã cướp mấy cái kẹo mắt của Tân Pri rồi. Hắn đi đâu kìa? Đứng lại mau con quỷ. Kaka bắt con gà con bò nhà Tân Pri về làm cái nhân kẹo mắt ăn cho nó đã. Con quỷ đầu kẹo mắt không những hách mất kẹo mắt của Tân Pri các bạn ạ. Hắn còn bắt trộm gà bò của Tân Pri về làm nhân bánh. Bây giờ nhá, mình nghĩ ấy, cái điểm mạnh nhất của con quỷ này và cũng là cái đầu não của nó chính là cái phần kẹo mắt to khổng lồ ở trên đầu. Các bạn có nhìn thấy không? Cái kẹo mắt trên đầu nó nhá, làm chiếc kẹo mắt khổng lồ nhá. Mình nghĩ là kích thước có phải đến hàng chứa được hàng nghìn mét khối ấy. Được rồi, bây giờ Tân Pri sẽ tấn công vào đầu não của nó các bạn ơi. Tên quỷ đầu kẹo mắt kia, mau giả lại gà bò cho Tân Pri. Còn lâu tôi mới trả nha. Ngươi chưa nghe danh Tân Pri rồi, bây giờ nhận đòn đi, tao bắn tan kẹo mắt của ngươi. Con quỷ đầu kẹo mắt này, sao cái đầu nó cứng thế nhỉ các bạn nhỉ? Bình thường kẹo mắt á, Tân Pri bắn một phát, ôi giời, bắn một phát nổ đòm một cái ngay. Cái đầu này nó cứng quá. Nó định làm gì này? Các bạn ơi, hắn nhả ra lửa. Tân Pri nóng quá, chuồn đã. Các bạn ơi, Tân Pri bị nó phun lửa, các bạn nhìn này, đỏ hết cả tay lên này các bạn ơi. Con quỷ đầu kẹo mắt này gian xảo thật đấy. Tân Pri vừa mượn được nhá, một cái lọ xịt nhá, chứa hàng nghìn mét khối gà mình tích hợp trong đây các bạn nhá. Khi mà Tân Pri mở cái lọ xịt này ra thôi nhá, kích lửa nhá, thì thôi rồi, cái lượng nhiệt lửa cực kỳ lớn tấn công con quỷ kẹo mắt. Bây giờ Tân Pri phải đến chỗ hang ổ của con quỷ kẹo mắt mới được. Con quỷ đầu kẹo mắt, Tân Pri hỏi lại ngươi lần cuối, ngươi có trả kẹo mắt không? Không trả đâu. Con quỷ đầu kẹo mắt kia, ngươi không trả lại kẹo mắt của ta đúng không? Thôi được, hôm nay nhá, ta sẽ đốt cháy cái kẹo mắt xấu xa của ngươi. Các bạn ơi, quả bình khí nén này của mình nhá, cực kỳ khủng khiếp luôn. Lửa của mình to quá, làm con quỷ đầu kẹo mắt cháy đen xì đầu rồi. Bây giờ con quỷ đầu kẹo mắt nhá, ngươi có đầu hàng không hay là ta xịt lửa tiếp? Ôi, ông Tân Pri ơi, ông tha cho tôi đi, tôi sợ lắm rồi. Ông nghe tôi nói đây này, bây giờ tôi có món quà tặng cho ông đây này, tôi tặng ông một chiếc kẹo mắt nhá. Wow! Chiếc kẹo mắt đâu, đưa ta. Wow! Đây rồi các bạn ơi, con quỷ đầu kẹo mắt này coi như là nó biết điều các bạn nhá. Ăn luôn. Mùi dứa thơm lắm các bạn ơi. Chua quá, đau bụng các bạn ơi. Mình đau bụng quá. Cái con quỷ đầu kẹo mắt này lừa mình rồi các bạn ơi. Đau bụng quá. Người nhớ ta đấy. Bụng quá. Ui giời ơi, nhìn cái tên Tân Pri kia buồn cười thế, bị mình lừa thế mà không biết, đúng là đồng ngốc. Ây dô, con quỷ xấu xa, nó cho mình ăn cái kẹo hỏng, kẹo hết hạn các bạn ơi. Tân Pri giờ đau bụng quá. Hắn lại sai cái thứ gì ra thế này. Con quỷ xấu xa lại sai một bạn trâu rừng. Ôi giời ơi, nhìn nó hung dữ quá các bạn ơi. Ui giời ơi, con trâu nó húc hung dữ quá. Nếu mà để nó húc vào người mình thì không biết là cái điều gì sẽ xảy ra.
Ta đã không làm gì ngươi, ngươi dám tấn công ta ở tên Châu này. Ta phải xì lửa ngươi, xì lửa ngươi. Chết chưa, đáng đời con Châu. Ôi dồi ôi. Các bạn ơi, xong rồi. Đánh thắng được cái con Châu xấu xa này rồi. Không cần đến cái này nữa. Cái gì thế này? Con ma giấy đáng ghét này. Con ma giấy đáng ghét này. Ôi, con này nó biết bay, mình đấm vào đâu nó cứ nhảy đi vậy nhỉ? Con ma giấy đáng ghét này. Đáng đời, biết bay Tân Phari cũng chế ngự được. Bây giờ ta sẽ đi tìm chủ nhân của các ngươi nhá, xem hắn nấp ở đâu, con quỷ đầu kẹo mát. Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy gì đây không? Đây chính là quỷ đầu điện thoại nhá, một trong những đệ tử của Tân Phari đã được thuần phục được nhá. Hiện tại con quỷ đầu điện thoại này đã mạnh hơn gấp gần nhiều lần nhá, nhờ tích hợp những công nghệ mới nhất của Tân Phari tích hợp vào nhá. Quỷ đầu điện thoại đâu, bắn ra băng cho ta. Đấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Một bầu trời băng luôn, lạnh toát luôn. Đó. Bắn lửa nào. Úi giời ơi, úi giời ơi, đừng bắn vào chủ nhân nhá. Bạn nhìn thấy chưa? Con quỷ đầu điện thoại này bây giờ mạnh lắm. Và cái sức mạnh mới nhất Tân Phari tích hợp của con quỷ này nhá là điều khiển được cả robot nhá. Robot đâu, bay ra. Ấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ấy. Với cái sức mạnh này nhá thì Tân Phari chỉ cần ngồi một chỗ thôi, ấn nút đó là con quỷ này nhá, nó thể hiện luôn đối thủ nào nó cũng đánh. Bây giờ nghe lệnh của Tân Phari đây, quỷ đầu điện thoại lên xử lý cái tên quỷ đầu kẹo mắt đòi lại công bằng cho Tân Phari. Đúng rồi, chính là tên quỷ đầu kẹo mắt kia kìa. Đầu tiên ngươi hãy đấu lửa với hắn đi. Ui dồi ôi, các bạn ơi, cái tên quỷ đầu kẹo mắt này nó cũng có sức mạnh lửa. Nghe chừng là quỷ đầu kẹo mắt với lại quỷ đầu điện thoại của mình ngang cơ với sức mạnh lửa rồi. Được rồi, bây giờ ngươi hãy thể hiện sức mạnh khủng khiếp nhất của ngươi đi, robot thần kỳ. Robot thần kỳ đã đánh bại cái tên quỷ đầu kẹo mắt xấu xa rồi. Các bạn ơi, hôm nay Tân Phari với lại đệ tử quỷ đầu điện thoại nhá đã đánh bại tên quỷ đầu kẹo mắt các bạn ạ. Vừa mới ăn được một chiếc kẹo mắt xong mà tên quỷ đầu kẹo mắt đã hack hết của Tân Phari rồi. Chưa kể hắn dám bắt gà bò nhà Tân Phari nữa. Đó, nếu các bạn thích quỷ đầu điện thoại đồng hành với Tân Phari nhá thì đừng quên like video này nhá các bạn nhá. Các bạn thích Tân Phari làm về quỷ nào, làm về quái vật gì nhá, các bạn nhớ đăng ký gọi là để xem video của mới nhất của anh Tân Phari nhá. À quên mất, bạn nào thích mặt nạ san nhá thì anh Tân Phari đang bán nhá. Đấy, anh Tâm Bri đang bán chỉ 199k thôi. Các bạn gọi điện cho anh Tâm Bri hoặc là nhắn tin Zalo cho anh để anh bán cho các bạn mặt nạ để sử dụng sớm nhất nha. Chơi Tết luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye.